Một đêm biết chuyện chúng mình yêu nhau, người bạn chiến đấu nằm bên nói rằng xin chúc hai người suốt đời yêu nhau. Như trái cầu xanh chung tình cùng trao, tình yêu như hoa sông trên đại dương vẫn dâng lên dạt dào. Người em bé nhỏ má hồng yêu ơi, đừng buồn những lúc chiều pha sắc lạnh, anh hứa anh là suốt đời của em, anh chớ lo câu ân tình nhạt nhòa, thời gian bối xóa áo anh nhạt phai chứ không phải. Trong sương cát bay, nếu biết người đi vì sông núi cách chia này cho hạnh phúc mai sau, chắc em thôi sầu vì người đi. Nói chuyện chúng mình yêu nhau, một vầng trăng khuyết lạc trên tuyến đầu. Em hỏi sau này chúng mình thành đôi như lúc trăng rồi lại đây, thì tương lai đó có anh và em ghép tên trong thiệp hồng. Ok, lại trở lại với các bác ở trên kênh YouTube của Thanh Tâm trong cái buổi chiều ngày hôm nay, buổi chiều ngày 23 tháng chạp. Buổi chiều ngày hôm nay thì em sẽ gửi tới các bác một bộ sản phẩm dàn âm thanh đến từ thương hiệu Sansui. Và trong buổi sáng ngày hôm nay thì đã giới thiệu tới các bác cái phiên bản Sansui 300BT rồi. Chiều hôm nay thì em sẽ giới thiệu tiếp tới các bác cái phiên bản 500BT, một cái phiên bản nâng cấp với rất là nhiều điểm đáng giá. Em có đặt hàng một cái lô máy từ Nhật về với cái phiên bản 500BT về hàng để phục vụ Tết với các bác. Thì cái thông tin hàng khi mà từ thị trường Nhật về đây thì khoảng 23 là ngày hôm nay là đã có hàng rồi. Tuy nhiên do trục trặc về kỹ thuật giao vận cho nên là cái đơn hàng này đã bị delay sang ra ngoài Tết. Đây là một cái thông tin rất là buồn đối với những anh em đang tham khảo về bộ này và có liên hệ với Thanh Tâm để đặt hàng cũng như là đợi bộ này về để chơi Tết. Thì trong video này em cũng sẽ public luôn là sẽ không về kịp. Thế anh em nào đang đợi bộ này thì một là anh em tham khảo sang dòng khác hoặc anh em có thể đợi qua Tết để chơi. Chỉ có duy nhất một bộ này ưu tiên đi về trước với cái thông tin đặt hàng của khách là đã xuống tiền cọc. Và ngày hôm nay thì đã sẽ làm một cái clip để anh có thể hình dung chi tiết được cái bộ sản phẩm này để đưa ra cái quyết định mua hàng. Không thì em sẽ nhường cái slot, cái suất mua hàng này cho anh khách khác.
Rồi, 500BT thì như các bác đã biết thì Thanh Tâm Audio là người đầu tiên ở thị trường Việt Nam về làm về dàn mini, có đưa cái sản phẩm này về để giới thiệu tới toàn thể anh em. Tới địa điểm hiện tại thì cũng có rất là nhiều người kinh doanh cái mẫu mã sản phẩm này. Và cái mức giá của thiết bị cũng sẽ bị trượt giá theo cái mức giá bán lẻ của cửa hàng bên Nhật cũng như là cái cạnh tranh ở thị trường Việt Nam. Hiện tại thì bộ dàn Sansui 500BT về hàng tại Thanh Tâm thì sẽ có mức giá là 13 triệu. 13 triệu thì các bác sẽ tặng được Thanh Tâm Audio ưu đãi tặng cho bác. Các bác toàn bộ những cái phần quà độc quyền của bên em như sau. Các bác sẽ nhận được một cái phần quà đi tặng kèm cái bộ dàn này Sansui 500BT. Đây, hộp file stick ở bên trong. Chúng ta sẽ mở ra cái phần quà này. Đây là cái phần quà khi mua 500BT, kể cả sau Tết thì cũng sẽ có như thế các bác nhá. Ok, em xin lỗi. Đầu tiên ấy, thì bên em sẽ tặng cho các bác 4 CD nhạc. 4 cái CD nhạc được ghi bằng ổ đĩa cao cấp của Plexter em đã giới thiệu trên kênh. Đó, 4 cái CD nhạc nhá. Tiếp đến là các bác sẽ được tặng một sợi cáp quang với độ dài 3m để các bác có thể chơi kết nối từ Smart TV xuống cái bộ này. Và cái phần quà giá trị nhất mà em sẽ tặng cho các bác là cặp dây loa Fisic, cặp dây loa Fisic Classic bắp chuối độ dài 1,5m của hãng Fisic Audio, để các bác về có thể kết nối cái thiết bị này và chơi nhạc luôn, không cần phải lăn tăn về cái dây loa nữa. Tất nhiên là một bộ sản phẩm Sansui 500BT về hàng nguyên thùng xốp này thì nó cũng có đầy đủ dây loa zin cũng như là khiển zin. Nhưng mà khi các bác được tặng cặp dây loa Fisic bắp chuối này thì các bác cất cái dây loa zin cũng được, không cần thiết dùng cái dây đó. 13 triệu các bác sẽ được tặng kèm bộ quà tặng như này các bác nhá. Và nếu mà các bác xem video này cũng kết bộ này thì các bác có thể xuống cọc để qua Tết em có thể bàn giao cho các bác đúng cái sản phẩm giống với thông tin của Thanh Tâm cũng như là cái phụ kiện món quà đây. Rồi, vì là sản phẩm nguyên thùng xốp em vừa mở ra vì thế nên là hình thức của nó sẽ là như mới. Các bác có thể tham khảo qua này, đầu máy ampli thiết kế hình chữ nhật nằm ngang, nó không giống với 300BT được vắt tròn nữa. Đó, cặp loa Buxell cũng có cái phần thiết kế lớn hơn, các bác có thể nhìn từ góc ngang. Vẫn cái chép đôm đường kính 3cm, vẫn cái bass đường kính 12cm và bass sẽ là màng giấy gân cao su, bass rất khỏe, nỗ thoát hơi đằng trước. Và cái thùng vách, cái hệ thống ma trận của Sansui 500BT thì bên trong còn có một cái lớp lưới để chống côn trùng như là chuột hay rán làm tổ bên trong nữa cơ. Đó. Rồi, cái về loa kiện như thế. Cầu loa bên sau được thiết kế dạng bắp chuối tiêu chuẩn các bác nhá. Cắm dây loa bắp chuối rất là tiện đây. Đây là cái cầu loa này. Đây là cái hệ thống bắp chuối phía sau của máy từ ampli sang anten này. Rồi chúng ta sẽ có một đường cáp quang, một đường line in, một đường phono và một đường USB phía sau. Đó, cái công suất của loa là 80W, trở kháng là 4 ohm. Bây giờ em sẽ đo luôn cái kích thước của máy này để các bác có thể hình dung được cái chiều dài rộng. Chiều dài rộng của máy để các bác có thể đo với những kệ trong không gian chung cư của bác nhá. Rồi, chiều rộng của đầu máy ampli sẽ là 35,5cm. Chiều sâu tính cả phủ bì cọc loa sẽ là 27. Còn nếu mà không có phủ bì cọc loa sẽ là 21. Đó, đấy là ampli các bác nhá. 37, 21 và cao là 14cm. 37, 21, 14 các bác nhớ nhá. Chiều cao của loa sẽ là 32. Chiều sâu tính cả phủ bì chân loa và e căng sẽ là 28 và chiều rộng sẽ là 18. 32 28 18 là loa các bác nhá. Đó. Rồi, giới thiệu tới cái không gian chơi nhạc của Sansui 500BT thì khoảng 35m2 quay trở lại vẫn chơi tốt. Đó. Ngoài ra thì máy sẽ được hỗ trợ những cái đường vào là CD USB Bluetooth và giải mã TV, rồi một đường follow và một đường aux in, cả anten AM/FM đều đủ hết. Rồi, đấy là về phần những cái tính năng nguồn vào. Thoạt nhìn cái thiết kế của Sansui 500BT, cái đầu máy này các bác nên tưởng ngay tới cái đầu Nuxman D55, cái đầu CD ấy, hoặc là những cái sản phẩm của Nuxman mà sử dụng cái khung gỗ bên ngoài ốp cho cái sản phẩm bên trong. Đó, đây là một cái thiết kế hoài cổ các bác nhá. Và nhìn ngang này thì các bác cũng có thể thấy đó là cái hệ thống bên trong máy sẽ được trang bị hai cái bóng đèn công suất
với cái thông tin bóng là 12AX7. Màn hình hiển thị cũng được thiết kế với cái màu tông màu nó sáng hơn. Đây là cái SIM màn hình thì chúng ta có thể lột cái này ra. Ở mặt trước thì sẽ được làm bằng một panel nhôm phay, có một cái đường kẻ chỉ ở đây tạo cho cái vóc dáng của sản phẩm rất là khỏe. Tăng giảm âm lượng, tăng giảm chép, tăng giảm bass, đổi xuộc vào, neck lùi bài, stop, play, ra đĩa, cơ đĩa, đầy đủ hết các bác nha. Đó. Bộ này 13 triệu được sẽ được tặng full option cho các bác về chỉ việc mua đổi nguồn 100 và kết nối và chơi thôi. Mức giá của Thanh Tâm Audio là 13 triệu các bác nhá. Và em cũng sẽ nhận các bác đặt cọc đến cái thời điểm qua Tết có hàng thì em sẽ giao. Các bác có thể thấy là cái bộ này thì bộ Sansui nói chung ấy, thường thì chơi nhạc vàng rất là hay. Tuy nhiên trên 500BT thì các bác sẽ chơi được đa thể loại nhạc, cả nhạc Âu cũng như là vocal hoặc acoustic đều chơi được hết. Em sẽ thử một cái CD khác thì các bác cùng tham khảo. Con Sansui này nó có một cái cơ đĩa rất là hay. Khi các bác đang nghe bài vừa giờ và các bác tắt đi, các bác có về stop, khi các bác cho chính cái đĩa đấy vào thì nó sẽ chạy tiếp theo cái đoạn mà các bác đang nghe dở đấy. Dù các bác có đang nghe bài mấy thì nó cũng sẽ chạy đến đoạn đúng đoạn đấy, nó sẽ phát tiếp. Và các bác lưu ý nhá, sản phẩm 500BT này cũng được tích hợp Bluetooth không dây và giải mã từ Smart TV. Cơ đĩa thì là sản phẩm mới nên chạy rất là nhanh và mượt. Thank you.
trọn vòng tay. Có phải vì tâm tư sâu kín trang tư còn đây, nên những khi mưa nửa đêm làm sao xuyên giấc ngủ chưa đến tìm. Ngoài hiên mưa tuôn mưa lạnh xuyên qua áo ai, cánh dài nhé vui ngùi. Mưa lên phố nhỏ có một người vừa ra đi đêm nay, để bao nhiêu luyến thương lại lòng tôi khi chôn gửi những hình ảnh của tim vào lòng đêm. Những kỷ niệm cho nhau nếu mất đi xin đừng quên. Tôi tiếp đi trong niềm vui và đêm dần những giọt mưa cuối cùng. Tôi tiếp đi trong niềm vui và đêm dần những giọt mưa cuối cùng. Sansui 500BT về hàng cho bác khách đặt hàng với mức giá là 13 triệu. Bác nào quan tâm tới sản phẩm này cũng có thể đặt hàng theo số hotline của Thanh Tâm. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video lần sau.